Spider-Man Across the Spider-Verse đã không làm các fan thất vọng với lần tái xuất nâng tầm cả đa vũ trụ nhện lên một đỉnh cao hoàn toàn mới. Với một cái kết bị bỏ dở, Across the Spider-Verse chính là một bước tạo đà hoàn hảo cho phần phim thứ 3 đầy hứa hẹn vào năm sau với tựa đề Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Vậy thì trong thời gian chờ đợi phần tiếp theo của bộ phim này, hãy đến với giả thuyết mà chúng mình cho rằng sẽ xảy ra trong phần 3 sắp tới nhé. Video này sẽ tiết lộ nội dung quan trọng của cả hai phần phim Spider-Verse, vậy nên đây sẽ là cảnh báo spoiler dành cho những ai chưa xem phim nhé. Còn nếu bạn đã xem phim rồi thì hãy cùng MG du hành vào đa vũ trụ nhện nào. Trước khi đi vào phần dự đoán cho Beyond the Spider-Verse, hãy cùng điểm qua những sự kiện đã xảy ra trong hai phần đầu phim nhé. Câu chuyện bắt đầu với Miles Morales, một thiếu niên bình thường ở New York, vô tình bị con nhện cắn và có được khả năng giống như Spider-Man. Miles quay trở lại ga tàu nơi cậu bị cắn để kiểm tra con nhện và chứng kiến cuộc chiến giữa Spider-Man và tay sai của Kingpin, kẻ đang gây dựng một cỗ máy gia tốc để mở ra các vũ trụ song song. Sau một trận chiến, Spider-Man thiệt mạng và trao cho Miles một chiếc USB có thể ngăn chặn cỗ máy của Kingpin. Miles quyết định luyện tập để trở thành Spider-Man mới. Trong quá trình luyện tập, Miles làm hỏng chiếc USB và gặp được Peter B. Parker, một phiên bản Spider-Man từ vũ trụ khác. Cả hai quyết định đột nhập vào Archimax để tạo ra một chiếc USB mới và ngăn chặn kế hoạch của Kingpin. Họ bị Olivia Octavius phát hiện và truy đuổi, nhưng may mắn được Gwen Stacy cứu. Cả ba cùng tới nhà dì May tạo ra chiếc USB mới và nhận ra có thêm Spider-Man Noir, Spider-Ham, Penny Parker từ các vũ trụ khác. Miles đã đề xuất rằng cậu sẽ là người vô hiệu hóa cỗ máy gia tốc để mọi Spider-Man trở về vũ trụ của họ. Tuy nhiên, không có ai tin tưởng vào cậu. Miles tìm đến nhà của chú Aaron và phát hiện ra Aaron chưa Prowler, thuộc hạ của Kingpin. Khi cố gắng thông báo mọi người, Miles bị Aaron bám đuôi. Sau khi tha mạng cho Miles vì không thể ra tay với đứa cháu của mình, Aaron bị Kingpin hạ sát. Miles sau khi nghe được những lời động viên từ bố thì đã bắt đầu kiểm soát được sức mạnh và thành công đánh bại Kingpin, phá hủy cỗ máy và đưa mọi người trở về vũ trụ của mình. Tuy nhiên, sự cố đã làm hỏng dòng thời gian và thu hút sự chú ý của Spider-Man 2099 Miguel O'Hara, buộc anh phải thành lập một đội Spider-Man xuất sắc nhất để ổn định lại dòng thời gian. Miles lúc này đã trưởng thành và dần dần trở thành một Spider-Man được yêu quý ở vũ trụ của cậu. Lúc này, cậu đang phải đối đầu với The Spot, kẻ phản diện có khả năng tạo ra những cánh cổng không gian từ cơ thể. Hắn nói rằng chính hắn là kẻ đã tạo ra Spider-Man, và cũng nhờ sự kiện phá hủy cỗ máy gia tốc của Kingpin, Miles cũng đã tình cờ tạo ra hắn. Sau khi mắc kẹt trong chính chiều không gian của bản thân, The Spot nhận ra những chấm đen của hắn có thể ban cho hắn khả năng dịch chuyển đến bất kỳ vũ trụ nào mà hắn muốn. Từ đây, hắn bắt đầu con đường gia tăng sức mạnh để trả thù Spider-Man. Về Miles, cậu bị bố mẹ cấm túc do phải làm anh hùng nên đã tới muộn trong buổi ăn mừng lên trước của bố. Cậu gặp lại Gwen và nghe cô kể rằng cô hiện đang ở trong một hiệp hội bao gồm những Spider-Man xuất sắc có tên là Spider Society, đứng đầu bởi Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Với mong muốn được tham gia cùng Gwen, Miles bám theo cô đến Earth 50101 để giúp cô ngăn chặn The Spot, và ở đây họ gặp Parvis Parhacker và Hobie Brown, cả hai đều những thành viên của Spider Society. Tại đây, Miles giải cứu một vị đại úy và gây ra một hố đen giữa lòng thành phố. Một biệt đội của Spider Society ngay lập tức có mặt để xử lý vụ việc. Đồng thời, Miguel yêu cầu Miles tới trụ sở Spider Society để đàm đạo. Miguel tiết lộ rằng việc Miles đang làm chính là một điều cấm do đi ngược lại với canon event hay các mạch sự kiện chính mà Spider-Man nào cũng phải trải qua. Khi một mạch sự kiện chính bị phá hủy, sẽ gây ra sự sụp đổ của đa vũ trụ. Cũng từ đây, Miles nhận ra canon event của cậu chính là phải nhìn thấy bố cậu hy sinh và rằng cậu không xứng đáng là Spider-Man khi con nhện cắn cậu không đến từ vũ trụ của cậu. Không chấp nhận số phận, Miles chạy trốn và quyết tâm giải cứu bố mình mặc cho sự truy đuổi gắt gao từ Miguel. Sau khi đã thành công chạy trốn khỏi Miguel, thay vì trở về vũ trụ của mình, cậu bị lạc tới vũ trụ nơi không có sự bảo hộ của Spider-Man và bị bắt bởi Prowler. Lúc này không còn là chú Aaron nữa, mà chính là phiên bản khác của cậu. Gwen khi này cũng bất đồng với cách hành xử của Miguel và quyết định sẽ thành lập một đội riêng để giải cứu Miles. Và đó là phần khái quát của những sự kiện đã xảy ra trong hai phần đầu Spider-Verse. Còn bây giờ hãy cùng chúng mình bóc tách những chi tiết thú vị và những giả thuyết chúng mình đặt ra trong phần tiếp theo nhé. Trước khi đi vào phần giả thuyết, chúng mình sẽ dựa vào những chi tiết đã có hai phần phim đầu tiên và đặt ra 4 câu hỏi chính. Canon Event có phải là một sự kiện tuyệt đối không thể phá vỡ? Miles Morales, người đang bị mắc kẹt tại vũ trụ 42, sẽ trở về bằng cách nào? Phản diện của Spider-Man 3 liệu sẽ chỉ có The Spot hay còn bao gồm cả những kẻ phản diện khác? Và liệu người nhện có nhất định phải nhọ hay không? Đầu tiên là về câu hỏi Canon Event. Theo lời kể của Miguel O'Hara, Canon Event chỉ là một sự kiện tuyệt đối không thể thay đổi trong dòng thời gian của mỗi Spider-Man. Và việc thay đổi những sự kiện tuyệt đối này sẽ dẫn đến sự sụp đổ của vũ trụ đó. Tuy nhiên hãy nhìn vào trường hợp Earth 50101 của Spider-Man India.
do sự can thiệp của Miles mà vị đại úy ở vũ trụ này đã được cứu. Cũng chính vì vậy mà mạch sự kiện chính đã bị thay đổi, gây ra một lỗ đen khổng lồ trong vũ trụ của Spider-Man India. Thế nhưng, có vẻ như lỗ đen vẫn có thể được sửa chữa, và ngay trong cảnh cuối của phim, ta vẫn thấy được sự xuất hiện của Spider-Man India, hay ở trường hợp của Gwen, chính là khi bố cô từ bỏ chức danh đại úy và không còn truy đuổi Spider-Woman nữa, nhờ đó mà có lẽ sẽ giúp ông thoát khỏi được lợi hái của tử thần. Từ những điều trên, chúng mình tin rằng Canon Event sẽ không phải là một sự kiện tuyệt đối chắc chắn phải xảy ra, và vẫn sẽ có cách khác để thay đổi những điểm tuyệt đối ấy, và Miles chắc chắn sẽ thành công trong việc giải cứu bố mình trong phần 3 sắp tới. Nhưng Miles sẽ phải giải cứu bố của cậu bằng cách nào khi mà bản thân cậu đang bị mắc kẹt ở một vũ trụ xa lạ? Ở cuối Across the Spider-Verse, ta thấy Miles đang bị mắc kẹt ở Earth 42, và với việc không có thiết bị dịch chuyển đa vũ trụ trong tay, thì sẽ có những cách nào để Miles có thể quay trở lại vũ trụ của mình? Chúng mình có 3 giả thuyết cho câu hỏi này. Đầu tiên, đó là Miles có thể trở về thông qua cỗ máy gia tốc ở Earth 42. Tuy nhiên, giả thuyết này có khả năng xảy ra thấp bởi hai lý do. Thứ nhất là vũ trụ này không tồn tại cỗ máy gia tốc, và thứ hai, nếu có thì có lẽ The Spot đã tới đây để hấp thụ sức mạnh của cỗ máy rồi phá hủy nó. Để củng cố cho lý do đầu tiên thì hãy cùng quay về với Into the Spider-Verse. Cỗ máy gia tốc được tạo ra bởi Kingpin do hắn muốn mở ra những vũ trụ song song để tìm lại gia đình đã mất của hắn sau trận chiến với Spider-Man. Tuy nhiên thì ở vũ trụ này, khái niệm Spider-Man lại không hề tồn tại. Vậy nên rất có thể vợ con của Kingpin vẫn còn sống và hắn không có lý do gì để chế tạo cỗ máy gia tốc, mà thay vào đó Kingpin vẫn sẽ là một ông trùm tội phạm đầy nguy hiểm, bởi tại đây không có ai đủ sức mạnh để ngăn cản hắn. Vậy thì hãy cùng đến giả thuyết thứ hai, rằng Gwen sẽ là người mở ra cánh cổng không gian để giải cứu Miles. Theo chúng mình, giả thuyết này cũng khó có thể xảy ra, bởi lẽ chính bản thân Gwen cũng không thể biết được vị trí chính xác của Miles hiện tại đang ở đâu. Vậy nên cô đã phải thành lập biệt đội nhện của riêng mình với mục đích đối đầu với Miguel, người đang cố gắng bắt giữ Miles để ngăn cậu phá hủy mạch sự kiện chính và cũng để khai thác những thông tin của Miguel về Miles. Vậy thì nếu cả hai cách trên đều không xảy ra, thì Miles sẽ có thể quay trở về bằng cách nào? Điều đó cũng dẫn đến giả thuyết thứ ba của chúng mình. The Spot, lúc này với quyền năng gần như vô hạn của mình, hắn sẽ bắt đầu tàn phá thành phố New York với mục đích trả thù Spider-Man. Tuy nhiên, hắn để gặp phải sự cản trở của Miguel và Jet Drew, lúc này đang có mặt tại Earth 1610. Không muốn phải tốn thời gian với những kẻ không đáng, The Spot tạo ra những cánh cổng kết nối với những vũ trụ khác nhau để kéo những phản diện từ những chiều không gian khác tới chiến đấu với nhóm của Miguel, và trong đó có Earth 42, nơi có cả băng đảng Sinister Six hùng mạnh đang hoành hành mà không hề có sự bảo hộ của Spider-Man. Cũng chính nhờ điều này đã vô tình kéo cả Miles, người có lẽ đang chiến đấu với Sinister Six, để trở về với vũ trụ của mình. Ngay trong phân đoạn cuối cùng của Across the Spider-Verse, ta đã thấy rằng sắp tới sẽ không chỉ có The Spot mà còn có cả Miles của Earth 42, cũng sẽ trở thành một đối trọng không thể xem thường với nhện Miles. Chắc chắn trong phim sẽ có một trận chiến cực kỳ đã mắt giữa hai phiên bản Miles với nhau, giữa hai kẻ đã bị đánh tráo số phận, và có lẽ phần thắng sẽ nghiêng về Miles nhện. Nhưng có lẽ ngay sau đó cậu sẽ bị bao vây bởi Sinister Six và rồi bị kéo về vũ trụ của mình bởi The Spot. Tuy đã được trở về vũ trụ của mình, nhưng trước mắt Miles sẽ là một trận chiến vô cùng khốc liệt. Đầu tiên là The Spot, kẻ đang nắm giữ sức mạnh của đa vũ trụ trong tay, và những kẻ phản diện sừng sỏ đến từ những chiều không gian khác nhau. Nhìn thấy sự chênh lệch về số lượng, đội quân nhện có lẽ sẽ phải chia ra làm hai nhóm. Một nhóm của Miguel gồm những người nhện khác đến từ Spider Society sẽ có nhiệm vụ khống chế và bắt giữ những kẻ phản diện tới từ những chiều không gian khác. Và nhóm của Miles bao gồm những thành viên của Gwen đã tụ tập ở đoạn phần phim thứ hai và sẽ chiến đấu trực tiếp với The Spot. Có thể Miles sẽ thành công thay đổi được Canon Event và giải cứu được bố của mình ở trong trận chiến. Tuy nhiên theo chúng mình, bằng cách này hay cách khác, mỗi Spider-Man đều phải trải qua những nỗi đau, mất mát để trưởng thành. Giống như ở hai phiên bản người đóng Tobey và Tom, ở vũ trụ của họ không có một vị đại úy nào phải hy sinh, mà thay vào đó, Tobey phải chứng kiến người bạn thân Harry ra đi trong vòng tay của mình. Còn Tom thì lại mất đi cả dì May lẫn danh tính của bản thân. Vậy thì liệu Miles sẽ có được happy ending khi mà cậu không phải hy sinh một ai và thành công bảo vệ tất cả mọi người cậu yêu quý? Nếu Miles thành công thì việc cứu lấy bố mình trong Beyond the Spider-Verse nhưng còn các Spider-Man khác đều phải chấp nhận vận mệnh, thì liệu rằng Miles thoát khỏi điều đó có thực sự hợp lý? Và điều này sẽ dẫn tới giả thuyết tiếp theo của chúng mình. Hãy nhìn vào những điều mà Gwen đã nói với Miles ở những phân đoạn giữa bộ phim, rằng tất cả những mối quan hệ của Gwen và Spider-Man đều không có kết thúc tốt đẹp. Với điều đó có thể khẳng định rằng Gwen đã du hành qua nhiều vũ trụ và chứng kiến nhiều mối quan hệ giữa những dị bản của cô cùng những Spider-Man khác, và cái kết của cô là những vũ trụ đều không mấy tốt đẹp. Và sau khi chứng kiến những kết ấy, có lẽ Gwen đã phần nào nhìn thấy được bản thân trong đó, cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái kết của cô chăng? Và liệu rằng Gwen sẽ là người phải hy sinh để cho Miles hiểu được điều khó khăn khi trở thành Spider-Man, rằng đi kèm với quyền năng được ban phát cũng là một lời nguyền đeo bám lấy cậu.
Nhưng câu chuyện Gwen cũng vừa mới bắt đầu khi cô mới quyết định dũng cảm đối mặt với bố để hàn gắn mối quan hệ của cả hai, cũng đã phải chật vật để cân bằng giữa hai cuộc sống làm anh hùng và làm người bình thường. Vậy việc Gwen phải hy sinh có khiến cho câu chuyện của cô trở nên quá ngắn hay không? Từ đây chúng mình dự đoán người sẽ phải gánh chịu định mệnh thay cho bố của Miles là Peter B. Parker. Peter là người thầy đầu tiên cũng đã trở thành lý do để thúc đẩy Miles trở thành anh hùng. Trong lúc tất cả nhện đuổi theo Miles, cũng chỉ có Peter biết mình cần tìm Miles để khuyên bảo cậu, và chuyện xảy ra với Miles khiến cho Peter ân hận và muốn tìm cách giúp đỡ cậu. Thêm nữa, nếu như Miguel nói rằng Miles chính là một dị thường trong đa vũ trụ, thì Peter, người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi Miles, cũng sẽ là một điểm dị thường. Canon event của Peter đã bị thay đổi nhờ vào chuyến du hành vũ trụ của Miles, khiến cho khi trở về, vũ trụ của anh không còn đi đúng hướng với định mệnh. Và chính Mayday, con gái của Peter, là đứa trẻ sinh ra nhờ vào sự kiện chệch hướng của dòng thời gian. Vậy nên việc Peter phải hy sinh cũng sẽ khiến cho sợi tơ định mệnh đi đúng hướng. Việc mất đi người thầy giống như nhện Tom mất đi Tony Stark sẽ là cú hích giúp cho Miles trưởng thành hơn và cũng ứng với sự kiện bất biến của mỗi vũ trụ. Rồi Miles sẽ tiếp nối di sản của Peter trở thành Spider-Man hoàn thiện hơn. Với những phân tích ở trên thì theo dự đoán của chúng mình, Spider-Man Beyond the Spider-Verse sẽ diễn ra như sau. Phần 3 bắt đầu ngay sau những sự kiện đã xảy ra ở phần 2. Miles bị mắc kẹt ở vũ trụ 42 và Gwen đang thành lập một đội riêng của mình để giải cứu cậu. Phim sẽ bắt đầu với cuộc chiến giữa hai Miles Morales, giữa hai kẻ bị đánh trao số phận. Trong lúc đó, nhóm của Gwen, bao gồm những thành viên cô tập hợp, sẽ trực tiếp tới Earth 1610 để ngăn cản Miguel và cũng để tra hỏi tung tích của cậu. Trận chiến bị can thiệp bởi The Spot. Hắn mở ra những cánh cổng không gian, kéo theo những phản diện từ khắp các vũ trụ đổ về để đối đầu với nhóm siêu anh hùng. Trong đó có nhóm Sinister Six của vũ trụ 42 và Miles cũng bị kéo về thông qua hố đen của The Spot tạo ra. Tái ngộ với những đồng đội, Miles lúc này không chỉ đối đầu với Sinister Six mà còn có cả The Spot đang cố săn lùng cậu. Để đối phó với hai thế lực, biệt đội người nhện sẽ phải chia làm hai nhóm, với nhóm của Miguel đối đầu với nhóm Sinister Six và nhóm Gwen và Miles sẽ đối đầu với The Spot. Cuối cùng họ thành công đẩy lùi The Spot và Sinister Six, nhưng do là nhện phải nhọn nên dù có thành công giải cứu bố của mình nhưng Miles vẫn phải trải qua mất mát để trưởng thành. Và người gánh chịu định mệnh thay cho đại úy sẽ là Peter B. Parker, người thầy của Miles, cũng là người dẫn dắt và chỉ lối cho Miles trở thành người nhện, giống như việc nhện Tom mất đi Iron Man. Trên đây là những tổng hợp dự đoán của chúng mình về Beyond the Spider-Verse. Mọi thông tin chỉ là phỏng đoán và giả thuyết thông qua những sự kiện đã xảy ra trong hai phần phim đầu tiên. Rất mong nhận được sự góp ý tới từ các bạn. Thật sự nếu được thì chúng mình vẫn mong sẽ không có sự hy sinh nào phải xảy ra. Nhưng điều ấy có lẽ sẽ khiến cho việc trở thành Spider-Man mất đi sức nặng. Rằng đã là Spider-Man thì đối mặt với những mất mát, phải trải qua đau thương thì mới có thể hoàn thiện được câu chuyện về người hùng đầu tơ. Còn bây giờ thì nhớ like nếu thấy video này hay, cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video sắp tới của tụi mình nhé. See ya!